Ngay cả iPhone 8 Plus cũng là một sự lựa chọn tốt nhất trong năm 2020 vì sự hỗ trợ iOS tuyệt vời đến từ Apple. Chắc chắn là iPhone 8 Plus sẽ được cập nhật lên iOS 14. Nhưng mà nếu như bạn là một người không thích sử dụng điện thoại cũ thì không ai khác chính là iPhone SE 2020. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu cùng với Apple Đạo Minh Tuấn Mobile. Nếu bạn đang dự tính tìm mua một chiếc iPhone và tự hỏi iPhone nào mang lại giá trị tốt nhất, đáng đồng tiền bát gạo nhất mà mình bỏ ra thì tiên, đây là thời điểm thực may mắn dành cho bạn. Có thể bạn nghĩ đến chuyện mua iPhone cũ như là một cách tốt nhất để tiết kiệm một lượng lớn tiền chi tiêu. Với một chiếc iPhone cao cấp đời cũ như iPhone X hoặc XS, số tiền bạn tiết kiệm được có thể lên đến 50% so với giá bán lẻ ban đầu. Thì để mua iPhone mới của Apple thì nhiều người thường hay có câu đùa rằng phải bán thận thì mới đủ tiền. Ngay cả mẫu iPhone 11 tiêu chuẩn cũng có giá khởi điểm khoảng 22 triệu đồng khi bắt đầu lên kệ. Nhưng nếu muốn iPhone hàng đầu thực sự thì số tiền bạn sẽ chi sẽ lên đến 31 triệu đồng. À, tiện mình muốn lưu ý đó là giá bán phân phối tại Việt Nam đó nha. Nhưng với iPhone SE 2020 được Apple phát hành gần đây, mình tin rằng đó hoàn toàn có thể là chiếc iPhone bán chạy số 1 của năm 2020 này. Vì sao hả? Giá bán đơn giản vậy thôi á. iPhone SE mới là iPhone có giá trị tốt nhất mà bạn có thể mua ngay từ bây giờ. Đến với Minh Tuấn Mobile, khoản tiền bạn chi ra chỉ từ 10,5 triệu đồng là tạo được một em mới keng xà beng luôn. Dù giá rẻ như vậy nhưng iPhone SE vẫn đi kèm con chip A13 Bionic như trên các mẫu iPhone 11 đắt đỏ hơn nhiều. Trong khi thiết kế dựa trên iPhone 8 thì phải nói là quá gọn nhẹ luôn. Nó cũng có Home và Touch ID nè, thật sự hoàn hảo nếu như bạn ghét mấy cái kiểu toàn màn hình và dựa trên cử chỉ mới của iPhone hiện đại. Trên hết nó vẫn có sạc không dây, không thấm nước và nhiều lựa chọn không gian lưu trữ cao hơn. Ngay cả bản 256GB cũng chỉ có 14,9 triệu đồng, thấp hơn so với 19,1 triệu đồng hiện tại của iPhone 11. Bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao iPhone SE lại rẻ như vậy không? Lý do chính rất là đơn giản vì nó dựa trên iPhone 8, do đó Apple về cơ bản đang sử dụng lại các bộ phận và linh kiện hiện có, đặc biệt là khung máy bên ngoài. Điều này có nghĩa là ít hoặc thậm chí không có chi phí R&D liên quan đến điện thoại so với việc phát triển một điện thoại hoàn toàn mới. Màn hình iPhone SE chỉ là tấm nền HD với tính năng True Tone, một độ phân giải khá thấp và cũng không sử dụng màn hình OLED. Pin cũng khá nhỏ mặc dù vẫn có thể sử dụng cả ngày nhờ chip A13 bên trong. iPhone SE cũng chỉ dùng camera 12MP duy nhất, giống hoặc rất gần với thiết lập iPhone XR. Mặc dù chụp thiếu sáng rất ấn tượng nhưng nó không có chế độ chụp ban đêm chuyên dụng. Nó thiệt là hơi buồn một chút, tại vì có lẽ là Apple sợ iPhone SE có thêm chế độ chụp ban đêm thì loạt iPhone 11 sẽ bán ế trọng ế giờ quá à. So thực tế với các bài trước mình có chia sẻ thì iPhone SE 2020 thực sự có chất lượng đẹp và có thể nói nó có thể đánh bại iPhone 8 Plus và thậm chí các thế hệ iPhone X luôn đó nha. Nói thật là iPhone SE quá rẻ đi, đây là một điều mà mình phải nói là rất là ý nghĩa đến từ Apple, ngay cả iPhone SE của năm 2016 cũng chưa đến điều này nữa. Nếu bạn đang tìm kiếm một iPhone có hiệu năng tuyệt vời, được hỗ trợ cập nhật nhiều năm và hiệu suất khỏi chê thì không thể bỏ qua iPhone SE 2020. Với con chip A13 Bionic bên trong, nó mạnh hơn cả những chiếc điện thoại Android đắt nhất trên thị trường và nền tảng iOS của Apple thì khỏi nói rồi. Rất là phong phú về nội dung, phương tiện và luôn luôn cập nhật. Dĩ nhiên khi iPhone SE mới xuất hiện thì có nhiều bạn sẽ nghĩ đến chiếc iPhone SE Plus đồng đại trong thời gian qua. Nếu như đúng mình tin nó sẽ dựa vào iPhone 8 Plus, tức là sẽ có máy ảnh kép nè, pin lớn hơn nè, màn hình lớn hơn nè và độ phân giải cũng cao hơn luôn. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi và lịch ra mắt lúc nào thì cứ email hỏi anh Quốc ha. Đó là chưa kể iPhone SE Plus sẽ khá là cồng kềnh cho những ai muốn một chiếc iPhone nhỏ gọn. Vì vậy, theo mình thì cứ cần là mua thôi. Lúc đó iPhone SE mới là lựa chọn tuyệt vời. Một chiếc điện thoại mạnh mẽ, camera tốt, hiệu năng pin khỏi chê và giá thì rẻ hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Ok, thì nếu như bạn là một người không thích những chiếc iPhone cũ thì các bạn cũng biết được là chiếc iPhone mới nào là phù hợp với các bạn và vừa với túi tiền đúng không nào? Vậy thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào về chiếc điện thoại iPhone SE 2020 này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Tiền Phúc cũng như Minh Tuấn Mobile cũng biết ha. À, cũng đừng quên like, share, subscribe cho Apple Đạo Minh Tuấn Mobile. Bye bye!